Cái này là đi chị Anh ơi, chị Anh. Cái này là sáu hoài. Cái này là đồ này không có. Không, không có mua nữa. Hồi nãy quên quay hủ tiếu. Ủa, cái này là hủ tiếu hả? Rồi, đây. Cái này hủ tiếu lấy dưới, đưa cả nhà. Đây, đứng đây. Rồi, siêu vậy. Làm lại cắm một tiếng đi. Rồi, hốt đi, kéo tay. Rồi, lặp câu lại để qua đó. Một tiếng này chị Anh. Dơ lên, dơ lên, dơ lên. Rồi bắt đầu đi nha. Còn 6 chỗ luôn nha, ông sống hoài nha. Đây, rồi một tiếng sống hoài. Ông là một tiếng sống hoài nha. Nhưng mà nhớ đăng ký kênh YouTube của em nha mọi người. Đừng like, đừng share ở dưới. Share ở dưới đây. Một tiếng sống hoài. Trời ơi, hay ông Tiên không? Một cái bánh tráng. Một cái bánh tráng mà làm ra cái tổng một tiếng như vậy nè. Đây, cái này là cái hủ tiếu củ dền nha bà con. Đây rồi, quá đẹp. Rồi, đẹp rồi. Hello. Đẹp quá mọi người. Cái bánh tráng mà thành một cọng hủ tiếu nè. Siêu không? Rồi. Của ai vậy? Của chị. Vậy hả? Quá đẹp mọi người ơi. Quay trở lại thiệt luôn là cái bánh tráng nha. Nè ở đây là cái bánh tráng này, là bánh tráng. Cái này là cái dòng đó. Bánh tráng của cái trái thanh long, người ta thấy có hộp đó để gì dạ. Bánh tráng mà ra một cọng hủ tiếu siêu thiệt. Dạ nghe anh được ơi. Đây cái lúc là mình, dạ nói đi. Dạ, rồi bán 4 nền đó đi. Dạ. À, nhưng mà bán khả năng là trên 3 tỷ à. Anh cứ bán đi rồi bao nhiêu, anh lấy về 2.4 còn coi như